chào các bạn, đăng ký kênh ngay nhé và nhấn vào chuông nha. Chào các bạn, bây giờ khoảng là 8 giờ 35 phút tối ngày 4 tháng 1, anh Phi đang có mặt tại cửa hàng Abo và anh Phi sực nhớ là có một cái đoạn clip về một cái con Yoyo có mã hàng là 676204 rưỡi đi Phan Rang. Anh Lĩnh có làm trưa nay để đóng hàng để kịp gửi cho nhà vận chuyển, anh Lĩnh gửi cái clip này qua Zalo mà anh Phi lu bu quá, anh Phi chưa kịp làm. Và tối nay anh Phi đứng đây để kết thúc công việc ngày hôm nay thì anh Phi sẽ hoàn thành cái đoạn clip này, anh Phi sẽ lồng tiếng cho xong. Và bây giờ thì anh Lĩnh đang chuẩn bị cái việc test hàng bằng cách là cắt những cái miếng băng keo định hình ra, khui cái hộp bảo vệ ở phía bên trong ra để test. Và anh Lĩnh sẽ ướm thử hai cái đèn vào để hướng dẫn cách gắn đèn cho các bạn nhé. Và sau đó thì anh Lĩnh sẽ ướm dây vào, gắn dây vào và sẽ quấn dây và sẽ quăng con Yoyo ra xem coi nó có hoạt động bình thường hay không. Nếu nó không hoạt động bình thường thì anh Phi sẽ thu hồi con Yoyo lại để test con Yoyo khác nhé các bạn nhé. Ở Abo luôn luôn là như vậy, một cái sản phẩm phải hoạt động bình thường anh Phi mới gửi hàng đi. Cho nên các bạn đừng hỏi anh Phi là sản phẩm có hoạt động hay không. Trừ những xe tay đua ngân hà thì nó phải được lắp ráp. Anh Phi gửi cái hàng lắp ráp đó thì anh Phi chỉ test được cái motor cho các bạn là đã hoạt động và kiểm tra tất cả các linh kiện cho các bạn mà thôi. Còn đối với những cái sản phẩm mà kiểm tra hoạt động được, nó thành hình một cái sản phẩm rồi thì anh Phi sẽ kiểm tra để đảm bảo tính chất hoạt động của nó rồi mới gửi đi đó các bạn ha. Và bây giờ thì anh Lĩnh đang tra dây vào Yoyo. Ngày hôm qua thì có một bạn tên là Thiên Phát, rất là dễ thương các bạn. Sau khi bạn nhận được con bánh xe thần lửa 676207 thì bạn yêu cầu mẹ phải quay clip để gửi cho anh Huy. Anh Huy có edit cái đoạn clip đó lại rồi, rất là dễ thương nhưng mà anh Huy không dám up lên các bạn. Bởi vì luật bảo vệ bản quyền hình ảnh trẻ em rất là khó. Và nếu anh Huy chưa được sự đồng ý của mẹ Thiên Phát thì anh Huy không dám up lên. Và anh Phi sợ là khi up lên các bạn lại có những cái comment trái chiều nữa không hay. Cho nên là anh Phi chỉ chụp một cái hình anh Phi up trên trang cộng đồng thôi. Và tới đây thì clip test của anh Lĩnh cũng sắp xong rồi các bạn. Anh Lĩnh có một cái điều đặc biệt là anh Lĩnh sẽ đi chân không ha. Anh thường các bạn thấy anh Lĩnh test sẽ đi chân không. Và tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có liên lạc với anh Phi thì có số điện thoại Zalo trên màn hình nhé. Và bây giờ thì anh Phi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.